Xin chào bà con cô bác anh em họ hàng gần xa cho xa cũng như xin gửi lời chào đến các em bé vừa ra đời, các cô dì chú bác và đặc biệt là các bạn còn đang trốn học. Xin chào bầy anh da đen vẫn đang chăm chỉ miệt mài làm việc. Chào bà Ninja Lit đang bốc đầu đua xe. Chào mấy ông xe ngủ trưa giữa vỉa hè và xin chào toàn thể các fan của mình một lời chào trân trọng nhất. Ok và hi, chào cả các bạn đã đến với channel Phỉ Bay Bay để giải trí. Thì kênh của mình riêng là để giải trí và mình chỉ giải trí chứ chẳng làm gì ngoài việc giải trí rồi thế thôi. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho các bạn rằng kênh của mình có thể là sẽ là một vài cái như là một cái series, thì series Minecraft. Thì các bạn có cái ý tưởng gì về series mới thì các bạn có thể comment ở dưới, ví dụ như là đi bộ đến điểm kết thúc của Minecraft này, sinh tồn không lệnh gì hết này, hoặc là thử thách theo comment này, hoặc là mẹo các thứ, hay là sinh tồn thi cho mai đến giới ăn nhanh nhất này. Đấy thì linh tinh bla 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 vậy thôi. Rồi. Mà chắc chắn các bạn xem video này sẽ có nhiều bạn hỏi tên hỏi thêm mình là tại sao mình lại đặt cái tên kênh là Xì Tè Vè. Thì mình xin phép được giải thích luôn. Xì Tè Vè, xì là ép xì, tè là cái chữ tờ e tè, vè tất nhiên cũng là cái chữ vờ e vè. Và Xì Tè Vè nghĩa là tip đấy, thì vậy thôi, tên kênh của mình vậy thôi, thì cũng vậy thôi. Thế thì các bạn có gì đáng để góp ý, vì mới mấy ngày đầu làm video chưa quen, thế nên là các bạn có thể cho mình một vài cái các bạn cứ comment ở dưới bất cứ cái ý tưởng gì về cái series này, hoặc là bất cứ cách nào đấy để giúp mình có thể làm những video hay hơn này, hoặc là các bạn có thể bảo mình là gì nhỉ, thôi kệ đi, các bạn có thể coi mình, bảo với mình rằng mình có thể làm nhiều cái, ví dụ như cái này cái kia, góp ý cách nào để làm video hay hơn. Sẽ có nhiều bạn thấy video của mình hơi ù, thì thời tiết nó đang nóng nên là mình bật cái quạt lên cho nó mát tí. Ủa hay của nền của mình đang muốn lên hình gì này, lên hình đi, đây này lên hình nhá, xuống nhá. Rồi, thì video của mình đến đây thôi. Xin chào các bạn. Nhé.